Trường Giang tỉnh bơ xương chị với Trịnh Thăng Bình. Nam MC chặt chém giọng ca người ấy ở hậu trường ca sĩ giấu mặt. Trịnh Thăng Bình là khách mời của tập 11 ca sĩ giấu mặt. Ở hậu trường, nam ca sĩ năn nỉ MC Trường Giang không có được hại bé nữa nha, vì anh biết MC này rất thích chặt chém khách mời. Trước lời khẩn cầu và hành động ôm ấp thân thiết của đàn em, bạn trai Nhã Phương vẫn từ chối. Yên tâm đi nha, chết với chị. Ở vị trí ghế nóng, bạn bè đồng nghiệp của Trịnh Thăng Bình là ca sĩ Minh Tuấn A Thăng, Hàm Đế Trương, Quang Vinh, Miu Lê và cặp đôi Yến Nhi, Yến Trang sẽ đưa ra dự đoán. Trước khi bước vào vòng thi đầu tiên, MC Trường Giang đã giới thiệu các khách mời ở khu vực ghế nóng một cách đầy hào hứng. Tuy nhiên, ở nhân vật cuối cùng, anh lém lỉnh trêu đùa Yến Nhi khi giới thiệu cô là người ấy, đồng thời làm người không thể thiếu trong cuộc đời Trịnh Thăng Bình, khiến khán giả tại trường quay nhiệt liệt hưởng ứng. Tập 11 ca sĩ giấu mặt với nhân vật chính Trịnh Thăng Bình sẽ lên sóng truyền hình Vĩnh Long 1 lúc 21 giờ Chủ nhật 4 tháng 12.